Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với demo của Simple Martial Overpass trong trận đấu giữa Navi và các thành viên của team NC giải đấu SL I-League Season 7 diễn ra ở Trung Quốc, và đây là một cái giải đấu mà Simple đã được MVP. Ok. Ta sẽ đến ra đầu pistol luôn. Ui, bắn luôn ạ. Từ Sipo đâu vậy? Đây rồi, Sipo. Quắc xuống ladder. Đây là một cái tactic đi 4 connector của Navi. Rớt có một smoke và một flash. Electronic đi mid một mình giết một người. Ui, các bạn thấy nó bò check chưa? Sipo check phải rất kỹ càng, được một tiếng phi lên, nhảy lên rồi. Sơ gây ở sau lưng. Hello, lock phết. Wow, Edward giết chứ không phải là Sipo. À, một pha đẩy mid của NC mất 3 người và giết được hai. Trong khi đó hai thành viên ở B đó là Alexip, X7 đều là những người mua bom. Chạy một mạch về B luôn, 9 máu xem làm gì nào. Không hề biết, Sipo không biết ở dưới nước có người. Sipo không biết, thôi thua rồi, chắc chắn thua rồi. Sipo quả này vẫn đang nghĩ rằng là B clear. Phải luôn. Quả này tín vãi lồn luôn anh em ạ. Quả này là thằng Sipo này nó nghĩ là dưới nước không hề có địch, nghĩa là bọn địch, bọn NC nó back lên 2A chưa kịp về B, X7 không ở B. Thế nên thằng Sipo nó quắc thẳng vào trong bom luôn. Như thằng X7 quả này cũng quắc, quắc thẳng ở cái đường đường ở dưới nước để lên nhìn khu vực B shot. Và cái timing của thằng Sipo vào rất là ảo, hai thằng đi qua nhau đúng một vòng tròn. Và Sipo không hề biết là X7, nên thằng X7 lại bắn chết mẹ thằng Edward trước. Sau đó quay lại bắn Sipo, còn Sipo thì yếu quá rồi. Còn này Sipo yếu có 9 máu rồi. Còn này nói chung là hơi đen. Những cái timing như này là timing rất là ảo. Timing thằng X7 nó đi vòng ở dưới nước, nó quắc lên để nó nhìn sót. Và timing đúng lúc đấy thằng Sipo lại đi thẳng vào. Những timing rất là ảo. Và đây nó có thể coi là một cái gì đó người ta gọi là, đấy, người ta hay gọi là timing hoặc là đen chẳng hạn. Nhưng vừa rồi thì nếu mà Sipo không hề check dưới nước, Sipo không hề nghĩ người dưới nước nên tình huống đó đấy, việc của Navi thua cũng là chuyện đương nhiên. Còn nếu mà Sipo biết đoán là có người dưới nước mà check thật kỹ thì Sipo sẽ giết được thằng X7 thôi. Những cái vấn đề này nó là tham minh thôi, rất là ảo. Eco, bọn Navi là một trong số những team bắn cái round Eco kiểu này rất là tờ. Quắc sát luôn. Cái việc di chuyển này của Sipo cho thấy sự tự tin. Spam thẳng cái góc bên trái của quả smoke. Những thằng bắn rất tự tin thì nó mới thường mới làm như thế này. Đây, các bạn xem Sipo bắn thì nói chung là nó sẽ ảnh hưởng các bạn rất nhiều vì thằng này bắn theo kiểu tay to, tay nó quá to chứ đéo phải to. Các bạn đeo cầm khẩu Deagle nó di chuyển đấy, chạy góc đây rồi, úi xổ, nó toàn quắc thẳng vào thôi, nó quắc giữa vào đường luôn. Nó rất tự tin vào cá nhân của nó nên nó ui, tôi tưởng nó bắn chết ạ. Vãi lồn, Electronic bắn chết ạ. Ui, tôi tưởng là Sipo bắn chết địch quả đấy nữa thì vãi lồn. Các bạn đeo cái cách di chuyển của Sipo đấy là cái cách là tao sẽ bắn vào mồm địch. Vẫn bắn một viên vào mồm thằng X7 trong tình huống vừa rồi. Mất 47 máu này. Cái cách di chuyển của thằng Sipo là cái cách di chuyển người ta gọi là tao sẽ bắn vào mồm địch. Nên nó di chuyển rất tự tin. Nó bò thẳng luôn. Anh em không nên học cái đức tính này. Nếu mà các bạn học cái đức tính này thì các bạn chỉ có chết thôi. Tay các bạn đéo đủ, trình độ các bạn đéo đủ. Còn thằng Sipo của bạn đấy nó cứ nhìn thấy địch là nó bắn vào mồm luôn. Nó mới dám làm như vậy. Không thì nó không bao giờ dám làm như vậy. Một đều luôn này. Thằng Eco Navi là team bắn những cái round Eco kiểu lục không giáp rất là tở. Kinh khủng luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lên xem một round full bài của Navi. Chống phóc bài như nào. Hai quả nết để chặn những tình huống phi mít láo. Thằng nào mà phi mít láo vừa rồi ăn quả nết là mồm ngay. À thằng Sipo nó nghe đấy rồi. Này các bạn thấy không? Thằng Alu là bắn một viên rồi sao ấy. Đúng rồi, thằng Alu bắn một viên vào thằng Edward. Thằng Sipo biết phát nó giặt ra bắn luôn. Nói chung là khi mà để Sipo biết vị trí thì cái thằng Sipo nhìn tâm chuột. Thằng này để chuột khá là nhanh, 3.0 DPI 600. Nhưng mà nhìn nó vẩy rất là chuẩn. Các bạn đang bắn kiểu tay rất là to ấy. Dồi ôi, láo này. Đây là một tiếng mà Sipo bắn lỗi skill. Chết ngay luôn. Nhưng mà bọn Navi thường nó rất ít khi thua những round pop bay kiểu này.
tại vì bọn Na'Vi nó có kỹ năng đổi mạng rất là tốt. Đây là một tướng cái Kuniko, chắc chắn bên phía Na'Vi đoán được điều này. Đấy các bạn thấy qua lửa để không cho đối phương fear shot và tăng vào luôn. Đấy các bạn thấy không, di chuyển nó giống thằng ấy không, nhảy check các thứ rất tự tin. Clear không bom xoay B cho đồng đội rồi. Bây giờ thằng Simple sẽ bảo là shot thì không biết. Clear City rồi. Wow, mấy thằng kia bắn USB tờ phết chứ không phải đùa. Simple lên A nhưng không thấy ai, bom chạy một phát về B lại cầm lên A, chắc chắn tình huống này như vậy. Địch bạn, đội bạn sẽ đẩy về B và chắc chắn bom nên cầm về A. Vãi lột không cầm bom về A luôn ạ. Về bom về A thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều trong tình huống này, tại vì gần như chắc chắn đội bạn sẽ cứu B. Wow, vãi lột ông Simple làm nguyên đường. Là Simple ấy, thực ra là nếu mà nói về khả năng bắn off là Simple bắn off kinh hơn thằng Kennedy rất là nhiều. Một là nó flicker, độ chính xác rất là cao. Hai là tính ổn định của nó tốt hơn rất nhiều so với Kennedy. Kennedy bắn theo kiểu trận hay trận dở, và đặc biệt là Kennedy thường bắn hay khi mà gặp đội yếu. Nhưng mà Simple thì nó không phải là như vậy, nó bắn rất là kinh. Những cái pha bắn của Simple phải gọi là cực kỳ kinh luôn. Nhưng mà có một đặc điểm là thằng Simple bắn lại không đẹp bắt bằng thằng Kennedy, vì Simple để tốc độ chuột khá là nhanh, các bạn nhìn thấy. Đây nhìn bắn AK là chúng ta đã thấy rồi, cảm giác nó đã không mượt mà cho lắm rồi. Chúng ta nhìn Simple bắn không mượt mà cho lắm. Đấy, đây là quả smoke che nhà vệ sinh. Simple ném từ T-side để che không cho bọn NC, để gây áp lực ở bom xe A để cho bọn NC nó sợ. Bọn NC không dám đẩy mid, nhưng mà bọn NC nó lại đứng hai thằng ở mid sâu như thế thì smoke này coi như là không có tác dụng gì cả. Quả smoke này thì đội bạn mới không được đẩy cơ. Na'Vi định làm gì đây? Edward tăng và shot bắn chết Ariel. Thêm một flash nữa. Quả flash này là một quả flash rất là đẹp để tăng từ shot vào. Flash mù. Spam một smoke bắn chết được. À, thằng Flammy là thằng đi vào thằng đi belong. Đấy, sau đó thì phải lường cho bọn là nước không lên được để bắn ABC. Di chuyển vào tâm. Và Sipo làm thằng, nói chung là nhìn nó là tâm thì cũng không phải là quá tờ, nhưng mà nó phải tâm thì lại rất tờ. Đấy cũng là một cái yếu tố khiến nó khác người, các bạn thấy tình huống rồi. Nó là tâm không phải, cuối cùng nó vẩy phát sang trái tí trúng thằng kia luôn. NC của này xếp súng rồi. Đây là một round đấu mà Simple bắn thuần theo kiểu support nhiều hơn, chứ không phải. Nói chung là Simple luôn luôn được đưa vào những cái vị trí đổi mạng, giống như kiểu vị trí mà Kojira thường thi đấu. Đây một vị trí stack lên rất là hay. Các bạn thấy tâm thằng Simple chuột nó để hơi nhanh, nên cảnh ra cảm giác các bạn xem là nó hơi lắc. Chứ nó không êm, nó không êm mà nó không chậm rãi mượt mà như một số thằng khác. Các bạn nhìn thấy tầm lắc rất là nhiều. Zippo thì nó sẽ đi sau và nó đổi mạng. Nó thường đặt được vào những cái vị trí class ấy. Thế nên đó là lý do tại sao mà Zippo nó class rất là nhiều. Zippo luôn luôn được đồng đội book cho những cái vị trí đổi mạng quan trọng. Ít khi thấy Simple tăng cơ, trừ khi mà anh em thằng Simple là thằng duy nhất có súng thì có khi may ra nó phải tăng cơ. Không thì Simple ít tăng. Thường nó sẽ nếu có op thì nó mới tăng. Nhưng mà nó tăng không phải là theo kiểu là tăng vào bom, mà nó là theo kiểu là cố gắng first pick người, xin bom của đồng đội để ra first pick lấy lợi thế cho team nhiều hơn. Ok đây. Cái vị trí nó vừa đặt vào là cái vị trí stack của hai thằng ở chỗ bồn hoa. Các bạn thấy rất là cẩn thận. Lửa gì đây? Phải luôn. Quả lửa, tôi không hiểu quả lửa vừa rồi là quả lửa gì. Bên kia đây, 2 B shot rồi. Simple đang back về Electronic, biết điều này. Simple power kịp thời. Xôi, Aerial bắn tẩm thế. Thì mẹ thằng Aerial cầm CZ lao lên bắn phát hai mồm. Mà hai cái mồm đấy lại là mồm của Simple và thằng Electronic. Khá là kinh. Trận đấu này Na'Vi khởi đầu khá là tốt. Đây là một trận đấu mà mình nhìn qua với Frag là team Na'Vi bắn rất là đều. Một flash để không cho đối phương. Nói chung cái quả flash vừa rồi thằng Simple đa phần sẽ mù, trừ một số thằng bắn off theo kiểu nó quay mặt đi chờ flash nổ kéo tâm ra thì nó sẽ không bị mù thôi. Góc này cũng là một góc kê đẹp. Góc này các bạn có thể kê được cả A-long, cả A-long luôn và cả, nói chung là kê nguyên một đường ngang. Đây là một cái góc mà các bạn có thể kê được cả cái bom CA cũng được. Nói chung cũng không hẳn là quá đẹp đâu, nhưng mà đây cũng là một góc chấp nhận được, đặc biệt nếu mà các bạn là người có skill thì các bạn ngồi đây cũng được. Đấy, các bạn thấy không, Simple nhá. Thực ra nhìn Simple nhá cảm giác nó đéo mượt mà lắm.
smoke vào, một smoke che thẳng nhà vệ sinh và một lửa ném sâu xuống để không cho đối phương có vị trí đứng ngọt. Thực ra Navi từ nãy giờ đánh B rất là nhiều, nó chỉ gây áp lực ở bom xe A thôi. Nó gây áp lực ở bom xe A để khiến bọn NC phải bắn ít nhất là 2A hoặc là 3A để nó quay về nó đánh B. Nếu bọn NC tầm 30 giây mà phải lùi vào trong bom thì thường chúng nó sẽ phải bắn đến 3A chứ không phải 2A. Bọn NC đang bắn solo A, dị vãi lìn, 4B luôn. 4B luôn, solo A. Đây là một tiếng bọn NC bắt bài khá liều lĩnh. Alu solo A mặc dù không có thông tin gì cả. Navi búp flash nhảy qua smoke rồi. Cái flash này sẽ phải can vết đấy. Nếu không nó lỗi một phát là vứt flash. Các bạn ơi, Sipo đang can vết. Ok, hai flash, một trên một dưới. Đi qua smoke luôn. Rất tiếc hai. Sipo là người kê móc. Những thằng ném bom luôn luôn là những thằng kê móc. Bây giờ nhá, chỉ còn 12 giây này, 11 giây này. Mày đi qua lửa 10 giây này, vứt bom cho đồng đội đặt. Đặt bom đi, bố mới cover cho. Rồi, đặt bom xem nào, Sipo cover kiểu gì. Úi sổ, già bắn phát mồm mà luôn luôn. Rất là tờ. Nhưng mà tình huống bắn thứ hai của Sipo thì đó là một tình huống mà giết được thì cũng tốt, nhưng mà không giết được thì đâm ra hơi khó cho đồng đội. Nhưng quả đầu tiên nó bắn cũng kinh. Cái tham minh giặt ra của nó vừa rồi cũng là một tình huống khá lạ. Đó là một tình huống thằng Alu đang kê ở trong bom. Thằng Alu không kê sót. Sipo thì nó căn cái khoảng tham minh vừa bom vừa đặt xong thì nó có giặt ra là bắn luôn. Cũng là một cái tham minh khá lạ. Nhưng mà xem cái demo này xong rồi tôi phát hiện ra một điều, sẽ học được rất ít thứ. Hơi giật trong round này một chút. Đấy các bạn thấy cái lối chơi của Navi thực ra nó không phức tạp đâu. Bọn Navi có một cái lối chơi nó thường xuyên sử dụng, đó chính là đi bầy đàn. Nghĩa là nó sẽ gây áp lực ở một bom nào đấy, gây áp lực vừa phải thôi. Còn chủ yếu nó vẫn đánh dồn hết vào bom. Nhưng cái vấn đề mà Navi nó khác hẳn so với các team khác, đó là khả năng đổi mạng của nó nhiều, khả năng bùng nổ gây đột biến của các cá nhân cũng rất là lớn. Ví dụ như kiểu thằng Electronic hay thằng Flamey đều là những cá nhân có thể gây đột biến cao. Chưa kể lại còn có thằng lồn Sipo nữa. Sipo mà nó sống cuối thì 1v3 hay là 1v2 hoặc 2v3, 2v4 cảm giác nó vẫn có cơ hội cho Navi vẫn là nhiều. Trong khi đó Edward với Zerg lại là hai thằng gọi là đọc map tốt, đọc vị trí tốt. Hai thằng Edward với thằng Zerg luôn luôn là những thằng tăng vào trong những tình huống đánh bài của team Navi, thường là như vậy. Bọn Navi đổi mạng nhanh lắm, nó cứ chết một thằng nó đổi được một thằng luôn. Tính kiểu kết nối giữa các player ở khoảng phạm vi gần rất là tốt. Chính là Zerg là một player rất là quan trọng. Cái giải vừa rồi mình nhìn thấy Zerg nó bắt ấy rất chuẩn. Rồi lại đánh B tiếp, một lửa toxic. Buff flash lỗi rồi, thì có buff flash trong đội lỗi. Nhìn thằng này tầm nhanh, nhìn rất là giật. Zerg chết một, Zerg chết luôn. Flamey cũng thế. Đây này, 3v4 các bạn xem bọn Navi nó sẽ làm gì. Đấy, nó đánh B không được thì nó chuyển hướng sang A. Sipo đây, lúc nào nó đi sau cái đội hình của bọn Navi. Rất ít khi chúng ta nhìn thấy Sipo là người đi đó. Đấy, bây giờ chúng ta xem này. Quắc lên bom xe A, Alu đang kê lo. Alu bắn chết, sẽ cây chết 1v4, xem Sipo làm gì. Cái Sipo nó toàn kê những góc tay to, những góc đầy những góc này, những góc bắn nhau, nhưng mà nó bắn rất là tín. Đấy là một cái sự khác biệt rất là lớn của Sipo. Đấy, các bạn thấy không, check cả thùng rác vẫn còn 28 giây, không phải vội, cứ bình tĩnh thôi. Bắt đầu bò vào, bây giờ sẽ qua, ui nhảy check một nhịp đấy. Cái trò này là cái trò cũng khó lắm anh em ạ. Nó vừa rồi nó cũng cái nhịp nhảy check, cái kiểu mình nói nào mình không rõ lắm cái tình huống này. Đại loại là nó nhảy lên, nó có nhảy nhưng mà nó không lộ tiếng cơ. Cái này thì mình chưa làm bao giờ, nhưng mình biết có cái trò này để check xem banh có thằng off kê không. Nếu mà có off thì nó sẽ giạt ra, nó bắn phát một nó off luôn, nhưng mà nó không thấy. Đấy, bắt đầu bò. Úi giời, check nó bò không một tiếng động, check tiếp ô tô. Rồi, có check phải đâu, bắn vào mồm sơ gây luôn. Không biết Alu ở trong bom. Vâng, đây là một tiếng Alu không hề lộ. Vâng, Alu không dám ra, tiếng này Alu không dám ra. Alu sợ. Thalu nó sợ, nghĩa là Thalu nó sợ là cái chỗ này nó có một cái gờ tường ở trên này. Đúng rồi, chỗ này nó có một cái gờ tường ở trên đầu. Thế nên là nhảy lên ngồi xuống được. Nên nó bập vào cái gờ tường ở trên đầu nên nó không lộ tiếng. Các bạn nhảy chưa đủ độ cao, đúng rồi. Còn này thằng Alu sợ bị fake nên thằng Alu đéo ra. Tại vì nếu mà thằng Sipo phải đặt bom fake
Thalu ra nó bắn phát vào mồm thành một vết hai, thì cái tình huống cứu bom của hai thằng còn lại rất là khó. Thalu cứ phải để có cái khoảng tham minh, các bạn bắn chắc chắn là các bạn sẽ thắng. Các bạn ra, đó chính là thẳng của tham minh, đối phương vừa đặt quả bom xong. Tại vì khi mà vừa đặt quả bom xong thì cái thời gian rút súng ra phải mất ít nhất khoảng 1 đến 2 giây. Cái khoảng thời gian đấy mà các bạn giạt ra thì đối phương không bao giờ bắn được các bạn. Đấy là khoảng thời gian phải rút súng ra. Nên ra cái khoảng thời gian đấy nó sẽ rất là an toàn. Nên là Alu vừa rồi xử lý quả đấy khá là hay. Anh em chờ tí mình giảm điều hòa, lạnh quá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại, các bạn thấy không, tình huống vừa rồi thằng Sipo nó bò bom rất là tự tin. Nó bò một mình nó thôi. Và chúng ta khi mở những tình huống mà các bạn hiểu 2v3, 2v4 hoặc 1v3, các bạn phải làm như vậy, các bạn không được phép đổi lộ thông tin. Bởi vì các bạn mà để lộ thông tin phát là bình thường nếu như kiểu 3v3 các bạn lộ thông tin một thằng không sao cả. Tại vì ở những vị trí khác đồng đội các bạn vẫn còn, bọn họ sẽ không dám đẩy. Còn ở những tình huống như này mà thằng Sipo để lộ nó ở khu vực A-shot thì một phát là bọn NC nó sẽ đẩy một thằng về nối, nó chặn cái mẹ đường back của thằng Simple luôn. Và một thằng còn lại nó sẽ back một phát về A, nó sẽ bắn 3A, và đến lúc đó thì cái cơ hội thắng của thằng Simple thấp hơn rất là nhiều, 3A so với 2A. Đấy, chúng ta có thể thấy đó là lý do tại sao những tình huống mà ở những cái khoảng tham minh càng cận kề hoặc là bên mình thiếu người, mình các bạn xem đến mình stream cá nhân đấy, mình hay làm cái kiểu là tất cả walk lên sai, không lộ một tiếng nào cả, bò hẳn vào trong bom luôn. Như vừa rồi là một tình huống bò và Simple. Và cái kỹ năng bò này là cái kỹ năng có thể nói là tốt nhất trong CSGO rồi. Kỹ năng này là một cái kỹ năng cái kỹ năng khó nhất của CSGO. Trong khó nhất của CSGO có hai kỹ năng. Một là tham minh, nghĩa là khả năng đổi mạng của các bạn. Đổi mạng hoặc là tham minh căn được biết là địch vào lúc nào, tham minh trả bom. Đấy là một cái kỹ năng cực kỳ khó. Tham minh là nó liên quan rất nhiều đến teamwork. Ví dụ như các bạn phải biết khi nào đồng đội chết phát là phải giạt ra để bắn luôn, hoặc lúc nào đồng đội chết mà chúng ta không được phép ra, lúc nào chúng ta nên câu giờ, lúc nào chúng ta nên bắn nhau. Cái đấy cũng rất là khó. Và cái thứ hai này là cái việc bò đây này. Cái bò đây này thì thật sự là siêu khó. Cái này các bạn phải, nói chung các bạn phải hiểu về cái map rất là nhiều, các bạn mới có thể bò được. Các bạn phải biết góc nào sẽ nhìn thấy vị trí nào, góc nào sẽ nhìn thấy đâu, bò đến đâu là phải check góc đâu, góc nào check như thế nào, góc này nó thường đứng ọp này, góc này nó thường cầm M4 này, cái khe này nó sẽ bắn súng gì này. Chúng ta phải hiểu rất rất hiểu cái vấn đề đấy. 3 năm. Một đường một sấm mốc bị chặn rớt rất là hợp lý của NC. Đến round này thì chúng ta thấy được Simple cầm off. Power Pass này là một map bắn off khá là thích. Nó có rất nhiều những cái đường dài như A long hay cả A short nữa. Nếu mà có off thì bắn sẽ dễ hơn rất nhiều. Một quả flash thôi cho thằng off kê một phát trực diện vào trong bom, sau đó chúng ta có thể bò lên được. Map này nếu mà có team bắn A bắn rất là hay, cho một off kê trực diện vào, một quả flash, hai quả flash để ném ra để ra chiếm A long. Các bạn thấy khu vực A long này là khu vực thường xuyên là đối phương sẽ đứng off, nó sẽ kê off khoảng 80-90% khả năng đối phương sẽ cầm off, thế nên phải ném flash. Và đối với tầm thế giới thì phải có hai quả. Cái quả của thằng Sipo là quả rất là mạnh, thằng Sipo ném quả flash mạnh, còn thằng Edward ném quả flash nhẹ. Quả flash của thằng Edward có tác dụng là mù thằng ở gần, còn quả flash của Sipo các bạn thấy đấy là quả nhảy ném rất là mạnh để mù cái thằng off đứng ở xa chỗ cái bồn hoa ấy kìa. Bây giờ thằng Simple nó giặt ra trái này, bây giờ nó búp một quả flash cho Edward này. Chỗ này là một góc đấu skill, phải thường phải có flash. Nếu mà các bạn vào đây đấu chay, các bạn chỉ gặp một thằng tay nó to thôi là nó bắn chết 2, chết 3 là chuyện rất là bình thường. Chúng ta đã nhìn thấy rồi, thằng Fer với thằng Rain nó đứng góc ở trong này rất là nhiều. Nó kê ngang nó bắn toàn mồm mà. Rất là khó, tại vì trong đấy nó cũng khoảng rất là rộng, các bạn không thể biết được đặt tâm vào đâu cho nó trúng. Gặp một thằng tay to nó bắn 2-3 cái mồm chuyện bình thường. À, lại giờ trò này smoke che long, sống tách lên, Simple bắn trượt rồi. Đúng rồi, ôi nhưng mà rất đáng tiếc, X7 vẫn không biết là bị bắn từ đâu. Bây giờ thì smoke che trong bom. Đây là một 4m3. Xem là Simple làm gì.
dập lửa luôn để cho đội đặt bom. Rất hay các bạn thấy. 11 giây nó trả rất nhiều bom. Bọn NC quả này bị vội. Bọn NC quả này bị vội. Vì sao? Sorry anh em, vừa rồi nó mất mạng chứ không phải là mình tắt kênh. Vừa rồi bị mất mạng. Khổ quá. Vừa rồi không hiểu sao OBS bị sập, mình phải stop video đi ấy lại. Thôi tua lại cái round vừa nãy nếu tua được. Mình vừa nãy mình nói đến đoạn nào anh em, lúc anh em nghe được là nghe được đến đoạn nào nhỉ? Thằng Simple ấy, cái tình huống mình vừa nãy mình nói đến đoạn nào nhỉ? NC rất vội đúng không? Đúng rồi, bọn NC ấy nó là 3v4 mà thời gian thì còn có 8 giây. Tâm lý rồi, tâm lý chung mọi người ai nghĩ là ừ nó sẽ đặt bom ở đoạn quả sấm mốc này, ra bắn phát là thắng luôn. Đấy là cái tâm lý 8 giây, tâm lý 10 giây. Thế nên cái việc bắn nhau ở 8 đến 10 giây nó là một cái con dao hai lưỡi. Nếu mà bên phía City mà giết được thằng kia phát là coi như thắng luôn. Nghĩa là bên nó không cần phải làm gì nữa, thắng luôn. Còn nếu bọn T sai mà nó đặt được bom thành công thì kiểu gì bọn City cũng chết một hai thằng. Vì tầm cái tham minh đấy là tâm lý chung của thằng nào cũng thế, là nghe thấy tiếng đặt bom đoán được nó đoạn nào cảm thấy là ở bố mày có thể ra bắn chết được nó trong quả smoke, sẽ đẩy vào quả smoke để bắn. Bắn bằng được nghĩa là ừ bố mày chết cũng được, nhưng bố mày phải bắn chết thằng đặt bom. Nhưng mà nói chuyện, nói thật ra là câu chuyện cái cơ hội để cho thằng City mà đẩy qua một quả smoke, giết được thằng đặt bom mà không bị chết thì mình nghĩ rằng cái cơ hội của nó chỉ rơi vào khoảng 20-25%, 30% là kịch kịp. Chứ rất khó để giết được thằng đặt bom ở những tình huống đấy. Vì lúc đấy cái bọn T-side nó vào bom, nhất là như cái bọn Na'Vi ấy, nó ngồi nó kê rất là kinh. Đoạn vào bom là 11 giây nhưng mà cái đoạn đặt bom là 8 giây. Bởi vì đơn giản là vào bom bị bọn kêu ném quả lửa cháy ở trong bom ấy. Thế thằng Sipo nó cầm quả smoke ra dập ấy, dập lửa xong bắt đầu thằng kia mới nhảy vào quả smoke đặt. Thì lúc ấy chỉ còn 8 giây thôi. Đấy, thế nên những tình huống đấy thực ra bọn T nó sẽ kê rất chắc. Nó kê đúng cái kiểu là chạy qua là bắn chết ngay. Thế nên cơ hội cho bọn City mà bảo là đi pick được thằng đặt bom khó lắm. Nhìn thấy thôi, khó lắm. Thế nên mình mới bảo là những team mà nó đánh chậm tốt là nó sẽ làm hoang mang đội hình của City mà. Bọn City có thể bình thường nó bắn rất là bài bản, nó phối hợp nhau rất là tốt. Nhưng mà đến cái khoảng tham minh vào bom như vừa rồi của bọn Na'Vi thì thật sự là hơi khó. Đấy các bạn thấy không, kề một tí cái bóng bay rồi. Những góc kề của bọn Upper. Map Opat này là một map mà các bạn không thể nào vội được. Các bạn phải bắn chậm. Bắt buộc phải bắn chậm. Thực ra thì bị vội thì cũng đương nhiên thôi. Đó là bản chất của con người. Khi mà nó 8 giây thì mình nghĩ vội là cũng không trách được bọn NC nhiều. Hơi giật, anh em xem demo thế hơi giật không? Không thì mình mới bật lại một chút. Đấy các bạn thấy không? Book và flat ra để chống off. Đấy, Simple book và flat vừa rồi ra để lấy lợi thế với thằng off. Khi mà hai khẩu off đấu nhau thì flat là tối quan trọng. Đó là điều vì sao mà các bạn thấy rằng rất nhiều thằng bắn off nó toàn mua. Uầy, thằng này nó nhảy ném quả smoke che A long. Rất nhiều thằng bắn off nó đều chọn cho mình là hai quả flat thay vì việc mua smoke hay là nết đủ gì cả. Cứ hai quả flat thôi. Vừa rồi thằng Sipo ném quả smoke, đấy là quả smoke che cuối B long, à A long. Nhưng mà rất đáng tiếc là bọn NC nó lại có thằng số 4 này này. Đấy, nó, thằng số 4, à thằng số 0 của NC đứng đẹp như thế này. Thì quả smoke của thằng Sipo sẽ không có tác dụng gì cả. Đấy, chúng ta thấy đây quả smoke che A long, nhưng mà không có tác dụng gì đâu khi mà nó đứng A long gần. Na'Vi nó toàn fake thôi, nói chung là nó chiếm một chút sau nó fake. Nhưng ta tích này mà dùng Atalip thì nó sẽ hơi thiếu hiệu quả. Thì bọn Atalip nó rất là bóng fake. Nếu như các bạn đánh vào đấy thì... Ui,
vãi lồn. Đi con mẹ, vãi lồn là Simple là bán quạt. Đấy lại 9 giây. Úi dồi ôi, nó có trượt đâu. Nên tôi bảo là thằng Simple là bán off, và so với Kenneth ấy thì nó hơn được Kenneth rất nhiều. Thề các bạn, cái độ ổn định là Simple. Các bạn nhìn tình huống vừa rồi đấy, nó vẩy hai quả rất là khó. Nghĩa là hai quả vừa rồi Simple bắn ấy mà trượt thì bên phía của Navi thua luôn, không thể đặt được bom. Hai thằng đấy là hai thằng ở trong bom, nhưng mà nó bắn có trượt đâu. Hai flash ra, cố gắng cứu bom bằng được. Nhà Sipo nó ngồi kê tower, đồng đội chỉ kê mỗi ABC thì làm sao mà cứu được. Bạn đeo nó đứng ở trong bom nó rất có tác dụng, nhìn nó kê hẳn được đường. Quả này Navi có thua không? Không đủ tham. Đấy, nó đứng ở trong bom nhưng nó kê hẳn một cái tower cho đồng đội rồi. Đồng đội chỉ kê mỗi ABC thôi, công việc trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Hai quả flick vừa rồi nó rất là tờ. Đó là hai quả flick mà trượt là thua luôn. Vì chúng ta có thể thấy cái tình huống mà thằng Simple vứt bom ra ấy, đã là 9 giây rồi. Thằng Simple cũng có đặc điểm là nó đéo nó đặt bom, vì nó không tin vào mấy thằng Navi này lắm. Có nghĩa là ví dụ như kiểu cho thằng khác đặt bom mà để Simple kê thì rất là ok. Tại vì tay thằng Simple rất là chắc, các bạn nhìn thấy nó bắn đéo là trượt. Nhưng vấn đề nếu mà để thằng Simple nó đặt bom cho đồng đội kê thì nó đéo tin. Thế nó lúc nào này các bạn này, một là đi sau, hai là lúc nào cũng phải bom thằng khác đi mà đặt. Mãi sau thằng Simple vứt bom ra khi mà giết hai thằng rồi, tham minh không đủ rồi bắt đầu nó mới nhặt lại bom để nó đặt đấy chứ. Nhưng mà nó bắn hai quả vừa rồi rất là tinh. Đó là hai quả bắn mà Kenneth, nếu mà vào tay Kenneth thì mình nghĩ rằng là bay thì bị trúng, còn không bay thì sẽ trượt. Kiểu gì trượt một trong hai viên. Quả đấy Polic độ chính xác quá cao. Này các bạn thấy không? Úi dồi, toàn kê những cái góc off phải gọi là vãi lồn. Đây là góc stack mà. Góc này là góc stack. Sipo nó toàn đứng rất sâu ra nó kê, chứ nó không hề đẩy lên. Tại vì cái quả smoke ở mid này là quả smoke one way, nó rất có lợi cho CT side. Mà thằng bắn off bên phía T side thì cực kỳ bất lợi, nên nó không đấu. Đến tầm như Sipo ấy, nó là một thằng tay rất là to và nó còn không đấu, thì các bạn hiểu rồi. Tay nó rất to nhưng không đấu, tại vì quả smoke đấy là quả smoke one way quá đẹp cho CT. Đẩy ra làm gì, đẩy ra khác gì thằng ngu đâu. Nên nó cứ kê này thôi, nó chờ quả smoke này tan. Tại vì khi quả smoke này thực ra nó chỉ được 15-20 giây thôi. Mà quả smoke này tan thì cái vị trí của thằng CT ở trên khu mid sẽ xấu đi rất nhiều. Thế lúc đấy nó ra sau cũng được, chả có vấn đề gì cả. Không việc gì phải vội cả. Đấy các bạn thấy smoke tan bắt đầu nó bò lên, rất tự tin luôn, chả sợ gì cả. Đây rồi, biết là Sergey, Flamey bắn chết 2, Electronic giết Aerial. Nói chung là Simple thì nó là một player bắn kinh và rất là quan trọng là Navi, nên rất hiếm khi chúng ta sẽ được thấy Simple là người đi đầu. Từ nãy giờ các bạn chưa nhìn thấy một tình huống nào Simple phải tăng vào đầu trong bom cả. Đây là một tình huống 5v2, nó giống như kiểu mình hay côn team caster ấy, chậm thôi. Lúc này thì bọn Navi nó sẽ kê lại, nó không đẩy nữa. 5v2 nó lợi thế hơn là rất nhiều, nó không phải vội, cứ kê thôi. Các bạn thấy trên radar không có một vị trí nào Navi đẩy cả, chỉ có một mình Simple thôi. Và sau đó thì bây giờ thì thằng Zerg nó sẽ côn tất cả về đánh một bom. Tại vì 5v2 mà tất cả cũng đánh vào một bom sẽ mạnh hơn rất nhiều. Các bạn hơn người ta nhiều người, cùng lắm nên nó bắn 2A đi. Thì 5 thằng đánh vào 2 bom xe A, 4 thằng đánh vào 2 bom xe A là lợi vãi lìm rồi. Nết vào trong bom, flash trong bom, 2 flash luôn. Flamey bây giờ bắt đầu tăng vào chiếm ô tô. Đấy, thằng Alexis sốc bên trái, nhìn thấy X7 bắn trượt và thế là chết. Các bạn thấy không, những cái vị trí bắn off của Simple cũng một đặc điểm là thường là đéo có đường lùi, nghĩa là bắn trượt là chết luôn. Rất ít thằng bắn off nó chọn vị trí này, nghĩa là những thằng bắn off cơ bản an toàn nó không bao giờ nó bắn vị trí này. Chỉ có những thằng bắn off theo cái kiểu tự tin lắm, Guardian ấy, nhưng mà mình thấy rõ ràng là bọn CIS nó hay bắn thích bắn off kiểu này. Đây là một round đấu mà thằng Simple biết đối phương eco nên nó đẩy thẳng ra, nó ngắm trực diện xuống mid luôn, khác hẳn. Các bạn nó có logic của nó cả. Thế đó là lý do tại sao mà check hack mình nhìn biết thằng Simple đây là round nó biết bên kia eco nên nó kê trực diện xuống mid. Chứ còn nếu mà nó biết bọn NC có off nó không bao giờ dám làm như thế, tại vì thằng CT lúc nào là thằng ra trước mà. Đấy, bây giờ support đồng đội flat mid cho thằng kia đẩy xuống một flat mid, bắt đầu chiếm gần Zerg. Cái quả flat này là sợ bọn kia nó stack 3-4 thằng ở khu vực mid gần đây này.
kê hai đường một lúc luôn, rất tự tin, rất phong thái simple. Rồi bước thêm flat trong đội hay không, 5v2 vũ trụ không cần vội. Đi thủ 5v2 này thì không nên bắn vội vào, chậm rồi các bạn thấy không, Navi khi mà hơn người bắn chậm vãi lìn, kể cả nó mất người nó bắn chậm. Đấy, cái góc này là góc pick người ở B-Long. Góc này dành cho những người, nếu mà các bạn là một người bán off, các bạn có thể sử dụng góc này. Góc này dành cho những round đấu mà các bạn spawn đẹp. Các bạn mà spawn đẹp nhất bên T-side, các bạn ra đây sẽ nhanh nhất. Các bạn nhanh hơn cả thằng bán off ở bên phía của City. Kể cả thằng bán off bên City spawn đẹp. Và đặc điểm hai, đây là một cái góc rất ít khi bị ăn flat. Tại vì các bạn kê một cái khe rất là hẹp, flat rất khó để làm bạn mù được. Navi quả này bắn rất là đông, 3 người luôn ở B-Long. Vẽ lồn, NC bắn 4B luôn, 5B chết mất một thằng. Và NC đến cái round đấu này thì nó bắt đầu biết được cái thói quen của bọn Navi. Là bọn Navi chiếm mid rất là chậm, nó đọc được time rồi, phải mất, cũng phải mất 12 round nó mới đọc được time. Thế nên các bạn phải hiểu là vì sao mất 12 round nó đọc được time thì bây giờ nó bắn sẵn sàng, nó bắn 5B thời điểm đầu, sau đó lên A sau, vì đơn giản là Navi trước giờ chưa bao giờ là một team phi nhanh cả. Còn Navi bắn rất là chậm, các bạn hiểu không? Book flash cho nhau check góc, và người đi check lúc nào là Edward với cả Zeus. Luôn luôn là những thằng ra check góc đầu tiên sẽ là Edward với Zeus. Simple sẽ là người cover. Đấy. Quả smoke gì đây? Tôi xin đừng nói là quả smoke này là quả smoke che tầm nhìn từ nhà vệ sinh nhá. À đây rồi, quả smoke đẹp. À, các bạn thấy quả smoke của Simple rồi, ném rất là đơn giản. Ném thẳng vào chữ K. Quả smoke che tầm nhìn ở trong bom xe A ra. Thực ra đấy có hai quả smoke, tí nữa mình có thể ném lại cho anh em luôn. Stack người lên bắt bom xe B. Simple lại đi sau, luôn luôn là thằng cover nha các bạn nhìn nhá. Đấy, đấy, đổi mạng. Nhưng tỷ lệ đổi mạng thành công của Simple rất là lớn. Úi xồi, chúng ta thấy không? Thành 1v1 luôn. Rớt thì cần chết cho Simple rồi. Bây giờ 1v1 xem Simple xử lý như nào. Cầm xe ghép chắc chắc. Rất đáng tiếc là Sergey vừa rồi nó có quả cũng mất dậy. Sergey vừa rồi nó quắc con quay, có quả smoke tower. Một quả smoke, một quả xử lý rất là láo. Tư duy chung của những người xử lý trong tình huống vừa rồi, như kiểu nếu mình là Simple ấy, mình sẽ nghĩ luôn là quả smoke tower là yên tâm, tower clear. Tạm thời quả smoke chưa tan thì nó đéo ra dám quạ, nó sẽ đi ABC hoặc là đứng sau quả smoke nó chờ. Nhưng mà rất là đáng tiếc là Sergey nó làm một cái trò rất là mất dạy, nó quắc con mẹ vào quả smoke. Nên là Simple nó cũng bị bất ngờ. Nếu quả vừa rồi quả không có quả smoke thì Simple chết chắc đã chết. Thì rất đáng tiếc là nó lại có quả smoke ở đấy. Smoke mid cho đồng đội 8-5. Navi nói chung là lúc nào nó kiểm soát cái B-Shot. B-Shot là một vị trí rất là quan trọng của Navi. Bởi vì từ đầu trận giờ các bạn lại thấy là bọn Navi đánh mob CB rất nhiều. Ở cái map Opat này có một đặc điểm, đánh A rất là khó, nhưng mà đánh B thì lại dễ hơn rất nhiều. Vì đơn giản cái mob CA, các bạn thấy cái đường mob CA nó rất là dài. Thường thì thằng City lúc nào nó cũng đẩy lên khu mid này. Nghĩa là muốn đánh mob CA thì các bạn đầu tiên phải clear mid này, clear nhà vệ sinh này, clear A-Long này, sau đó đẩy vào nhà vệ sinh gần này, sau đó phải đánh vào A nữa. Có nghĩa là bom xe A nó có rất nhiều vị trí phòng thủ, nó có thể phòng thủ ở A-Long gần nhà T-side này, mid này, do nó có thể lùi về nhà vệ sinh nó phòng thủ tiếp này, cả khu vực nhà vệ sinh là khu vực các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau đó thì nó lại lùi tiếp vào bom xe A, nó lại có thêm một vị trí phòng thủ nữa, nó ba vị trí phòng thủ. Trong khi đó ở cái bom xe B này, B-Long lúc nào cũng sẽ là của T-side, City gần như không bao giờ chiếm được. Trong khi đó ở khu vực B-Shot này là một vị trí mà T sẽ là người có lợi hơn. Bọn City cũng có thể chiếm được B-Shot nhưng phải rất bài bản và phải tốn nhiều người, tốn nhiều bom. Nếu không thì bọn City cũng rất là khó để có thể chiếm được B-Shot. Thường thì T sẽ chiếm B-Shot là dễ hơn. Nếu mà nó có đủ người, nó kiểu gì nó sẽ chiếm được. Còn bọn City mà dồn ra chiếm bằng được thì bọn City sẽ là người bất lợi. Bởi vì thằng T lúc nào là thằng chạy ra cái khu B-Shot này trước thằng City. Đấy là một sự thật. Thế nên các bạn thấy rằng đó là lý do tại sao mà các team họ thường chọn phương án đánh B nhiều hơn đánh A. Đánh A khó, đánh A hay kiểu rớt người trong lúc di chuyển nhiều. Có khi mẹ mày đang chuẩn bị đánh vào bom xe A, khi rớt dụng mỗi chỗ một ông, rất là mệt mỏi.
Simple thì tâm của nó hay để theo kiểu flick nhiều, nghĩa là để tầm giữa giữa một chút, hoặc là nó sẽ bật tâm lên nó bắn nhanh đấy, hoặc flash để chuẩn bị cho rớt bò vào. Thằng rớt nó triệt bò một nửa thôi, không có định. Thằng Simple book vào flash là rớt phiêu luôn, hai quả flash tăng vào luôn, các bạn thấy không, tăng vào rất nhanh. Simple ném flash mù x7 rớt phiêu luôn. Timing của bọn Na'Vi rất là tốt đấy, Alu bắn chết Edward. Simple nhìn cái demo này chúng ta biết là nó bắn theo kiểu support và key player, toàn support bom cho đồng đội, và sau đó thì key player class đổi mạng. Không được rồi, một phép 4 con này thì hơi khó. Cái gỗ chỗ ông Sipo đứng lại là một vị trí xấu, mình chỉ có thể đục được. Lửa. Còn lửa sót. Lần này thì bọn Na'Vi lại chơi tròn stack. Trò này thì nói chung là không thể lúc nào các bạn làm, mà thỉnh thoảng các bạn làm trò này thì hay. Và Elon nhảy trượt một phát là tất cả, không nhảy nữa luôn. Cái trò này thì phải lâu lâu mới làm một lần. Nếu mà các bạn làm sớm thì đối phương nó sẽ cảnh giác. Thường thì đầu round bọn nó sẽ cảnh giác cái trò này. Trò này giờ các top team nó làm nhiều rồi. Thường thế nên các team họ thường làm ở những khoảng thời gian cuối, khi mà đối phương bắt đầu có một cái thói quen là đội bạn không stack đâu thì nó mới làm. Đấy, búp flash các bạn thấy không? Bọn này toàn bò bi long, vị trí bi long vị trí rất khó chịu. Sau đó búp hai của flash nó phiêu luôn, lại flash được Simple kìa. Edward lên bắn chết là Alexis kìa. Nào 3 vết 3, một mạng của Simple. 3 vết 2. Lại xem nhá, của Simple cầm bom nhá. Cầm mốc trong bom rất cẩn thận, lại vứt bom ra vào mà đặt để bố mới cover cho. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Câu mình nói. Đấy, rớt phải đặt bom ngay, rớt không chỉ tăng bom đấy, vào đặt bom, thằng đặt bom rất là khổ. Lúc lồn nó ăn rất nhiều bom. Đi mẹ ông rớt tăng cơ, sau đó lại còn đi mẹ, mặc dù lúc đầu không cầm bom nhưng lúc sau lúc nào phải cầm bom phải đặt. Cái quả smoke lồn gì đấy. Sơ gây. Úi dồi ôi, xin bộ ok thế này thì ra thế lồn nữa được. Nhá đang cặp nào, nhá đi, nhá đi, nhá, nhá đi đâu. Thế rớt luôn. Bây giờ thì rớt sẽ là người nấp, Sipo sẽ là người bắn. Úi vai lồn. Bố mày chịu. Các bạn thấy không, rớt với cả Edward luôn luôn là tăng cơ. Nhưng sau đó thì kể cả đặt bom, vứt bom lại cũng phải đặt. Thằng kê luôn luôn là Simple. Và thằng vào bom đặt khổ lắm, đặt bom khổ lắm. Tại vì các bạn muốn giết nhiều người các bạn phải ở ngoài, các bạn phải cầm súng ở ngoài. Chứ còn đứng ở trong bom luôn luôn là cái thằng trọng trách, người ta gọi là gì, hút đạn. Thằng ở trong bom là toàn là thằng ăn đạn, ăn nết. Địt mẹ đặt bom xong toàn bị spam, bị ném nết và đau vãi lồn. Tại vì các bạn đặt bom tít 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 thằng lồn nó nghe được. Nó nghe được các bạn ở chỗ nào đặt bom, mà đặt bom nó chỉ có một hai vị trí thôi mà. Nó đoán được ngay và nó cứ táng nết, táng bom vào thôi. Nên khổ lắm, thằng này bom khổ lắm. Sau đó thì đứng trong bom thì không được chết, mà phải hút được nhiều đạn cho đồng đội để đồng đội giết người. Nên thường các team họ không thích việc đặt bom cho lắm. Nói chung nhiệm vụ thằng đặt bom nó rất là đơn giản, nghĩa là các bạn đặt bom xong các bạn ngồi với mẹ trong đấy luôn được. Các bạn không chết là được. Các bạn đi mẹ bắn vào tường cũng được. Các bạn cầm lục bắn vào tường chiu 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 để cho chúng nó sợ. Chứ các bạn đéo cần ra, thế là được. Đồng đội sẽ làm hết. Nên những thằng này bom rất là khổ. Simple solo A này. Bắn 4B thời điểm đầu. À không, bắn 3B thôi. Đội bạn rớt B. Electronic, Simple hai người bắn A. 4B3. Ui, Electronic còn phải bắn kinh. Địt mẹ, vãi lồn, nó đẩy có quả smoke luôn. Và quả smoke của mấy ông NC lỗi. Địt con mẹ á. Mấy ông NC ném quả smoke mình hay ném ở trong cái tactic opat ấy, quả smoke từ T-side lên để chặn, để rớt B. Nhưng mà hôm trước mình đã phân tích một cái demo của thằng Alexip cho anh em xem rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là việc thằng Alexip nó ném lỗi bom cũng không phải là ít, mặc dù nó là captain của team NC. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem tiếng này. À không, tiếng này chắc chắn là Alexip mua bom thôi. Phần lửa với flash là của X7. Flash là để tăng một bom, lửa thì rõ ràng là cái quả để ấy rồi, đúng là thằng Elixir này. À, có một vết mới à? À, bố mày có vết mới nhanh hơn. Ok, vết mới nhanh hơn. Ok, vết mới nhanh hơn. Lỗi, các bạn thấy quả smoke này rất là lỗi. Đây là một round đúng mà, đây, quả smoke này lỗi, đúng không? Các bạn thấy không? Đấy, thì vì sao thằng Electronic giết người. Quả smoke này chạy qua rất là dễ, đây, chạy qua chỗ này ra mà bắn sướng vãi lìn luôn. Trước thì thằng Alexip nó ném quả smoke khác, nhưng bây giờ không hiểu sao nó lại học cái quả này. Trước là đa phần tất cả đều sẽ ném căn vào cái vết tường này, quả này sẽ chậm hơn một chút, nhưng mà độ chính xác nó cao hơn, căn vết dễ hơn. Nhưng mà ném quả smoke lỗi thôi, cái là chết hết. Tại vì
khi mà thằng captain đã nói cho đồng đội một điều là tao sống mũ thao ơ nhỉ, tất cả tăng xuống nước, tăng vào bom đây nhá. Thằng Alexis nó sẽ nói như này: tao smoke tower rồi, tất cả anh em sẽ tăng belong, tăng xuống nước, clear nước. Thế nên tất cả đến lúc ấy tư duy, nếu là một team, nó là một team tin tưởng nhau, nếu là một team mà nó không ngô hay có trí ấy, thì nó sẽ làm yên như vậy. Có nghĩa là nó tin tưởng nhau, hoặc là không có Ben 10 ấy, thì nó sẽ tin tưởng đồng đội, nó sẽ chạy một mạch luôn. Nó chỉ nhìn vào đầu tiên là nhìn ABC, nhìn Toxic cho tăng thẳng xuống nước, nó không bao giờ nó nhìn lên cái tower. Thế nên đó là một cái lý do mà Electronic bắn chết ba thằng khá là dễ dàng, vì đơn giản là không có một thằng nào bên NC có ý tưởng là sẽ phải nhìn lên cái tower để làm gì cả. Smoke rất là đẹp rồi, đại loại là như vậy. Rồi, giờ chúng ta sẽ đến round thiếu thứ hai của Sipo. Một tình huống ném smoke sai thôi, các bạn thấy không? Thua luôn một round đầu. Và smoke đây tí mình vào mình ném cho các bạn, cũng không phải khó quá. À, Sipo nghe đấy rồi, đây là một tiếng nó nghe thấy. Thì Sipo bắn quả này hơi lỗi, vẫn được ba cháu. Quả này mà nó cầm MP9 thì nó bắn rất kinh hơn. Trong quả này nó bắn MP5, của MP5 mà hốt eco thì cũng không được tốt cho lắm, tại vì đạn của MP5 ra nhanh. Vừa rồi thì Sipo nó nghe thấy chạy con nick giờ đông, nó ném lửa luôn, khá là đơn giản. Thế thì cũng chặn rớt con nick, chỉ các bạn chỉ cần một quả lửa thôi, đéo giờ rớt được luôn. Đây, bắt đầu lên AUG bắn rất là láo. Một mình nó solo long, nó chọn góc tay to, các bạn thấy không, bắn kiểu tự tin vãi lìn. Đây là một trận đấu mà thằng Edward bắn kinh, một cái góc rất là mất dạy. Cái góc này là cái góc mà các bạn mà tay yếu các bạn đừng bao giờ đứng đây. Đứng đây kể cả các bạn được bắn trước các bạn cũng chết thôi. Địt mẹ góc này mình đứng mình ra dám đứng, nó ra là bắn phát mồm mà. Cái đây cũng không hẳn là một góc free fire. Cái góc của Sipo đứng là một cái góc đấu skill, nhưng thằng Sipo sẽ nhìn địch trước khoảng 1 giây, đại loại là như vậy. Nó có hai trường hợp xảy ra cái góc vừa rồi của Sipo. Nếu đối phương ném flash, thằng Sipo nó nghe được tiếng flash phát là nó giạt ra nó bắn luôn. Còn nếu mà đối phương không ném flash thì thằng Sipo nó cứ đứng đấy. Thường thì địch ra nó không bao giờ đặt tâm vào đầu Sipo, nên là Sipo sẽ được bắn trước khoảng nửa giây, thì đã phải là 1 giây, nửa giây thôi đấy, nửa giây thôi. Ai đẩy luôn kê một lúc muốn khoảng 30 giây thì ai đẩy luôn. Và giờ thì phát hiện ra A clear rồi, thì nó sẽ solo A, đồng đội sẽ bách về bắn 4B. Round này khả năng cao là Navi sẽ thắng. Một mình Sipo ở đây rồi, nhìn thấy survey. Úi rồi ôi, đấy, đây là một tiếng gặp tay to. Sipo rất tự tin về skill tiếng này và nó bắn cũng kinh. Nó bắn một phát 96 máu, một hit vào đầu Sergey đéo phải dạng vừa. Bắn lại đúng một viên AK vào đầu Sipo luôn. Rất tờ. Đây rồi, góc cương skill nữa. Nhìn thấy rồi. Vãi luôn, bắn ra đứng trước chết mẹ ở đằng sau ạ. À, bố khỉ ông Sipo. Bắn ra đứng trước chết mẹ đằng sau. Các bạn thấy không, những góc của Sipo là những góc mình thề các bạn mình không dám đứng. Tại vì những góc đầy tay các bạn phải to vãi lồn thì các bạn mới đứng được. Không các bạn đéo đứng được đâu. Số kill các bạn phải tốt vãi lồn. Đây là nó đang bắn theo kiểu là nó không hề rén tí nào. Nó đang muốn bắn cho bọn NC sợ đấy. Đấy lại đứng cái góc đầu buổi này một lần nữa. Nó đang muốn bắn cho bọn NC kiểu sợ hẳn về skill cá nhân luôn đấy. Nó muốn đè skill đi. Tại vì nếu để cho bọn NC mà bay bay bay, bay bắn rất là khó. Thời gian gần đây thì Edward phong độ cũng rất là cao. Cả thằng Flamey và Electronic nữa. Đấy, Flamey làm hết ở B rồi. Thế là Simple công việc nhẹ hơn. Tại vì thời điểm này nếu như A có ấy, A nó cũng đang phân tâm. Ui dồi ôi. Nào ra lần nữa, Walu lại tội ngu rồi. Mẹ AUG khắc lôn thì off đâu. Sipo đéo nghe thấy nó chạy đường kia. Alo, Sipo đang suy nghĩ. Nghe thấy rồi. Nghe thấy Alu rồi, chém dao. Úi dồi ôi, địt con mẹ. Nó nghe thấy Alu rồi, biết là Alu yếu luôn nên nó nhảy nó chém dao. Địt con mẹ chó Sipo. Mất dạy thật, 14-6 mà lên được 14-11 á. Tại lôn quả lừa. Trúng hay không? Mình xem lại quả lửa này một chút ạ. Để mình xem lại quả lửa này một chút.
Trận này là trận Navi với cả NC Map Opat giải đấu SL I-League vừa rồi, vừa kết thúc hôm qua hôm kia, giải đấu Navi vô địch ấy. Nên quả lửa này mình không muốn học. Ném chuẩn tham minh nhưng mà dễ lỗi. Electronic giải viết bị bắn chết. Đấy, thằng Sipo lại ngồi giữa đường. Các bạn thấy không? Nó toàn ngồi kiểu kê hai đường một lúc. À đều nó nghe thằng Alu rồi. Alu phi láo. Nào đi đâu? Cậu ở đây này. Ui, nghe thấy chạy ra đây lo. Thằng Sipo toàn bắn off ở những cái vị trí đéo có đường về. Nhưng mà đây là một tình huống mất dạy không nên có. Các bạn thấy không? Zippo nó nghĩ là chỉ một mình thằng Alu thôi. Bởi vì nó đơn giản, nó nghe đến duy nhất của thằng mình Alu. Thằng Alu thì chạy như ngựa, chạy mẹ vào nhà vệ sinh tăng thẳng ra A-Long. Nên vừa rồi Zippo định đi qua chỗ này để móc thằng Alu. Nhưng rất đáng tiếc là NC nó còn mấy thằng đi sau lưng nữa. Một quả đẩy rất là láo, không thành công. Đây, đi mẹ, đây là các bạn đấy suy nghĩ của pro player chưa? Đó là vì sao, đó là lý do vì sao các team họ không bao giờ họ stack ở những đầu round. Thì đầu round đây này, đây là một ví dụ điển hình. Đầu round mà NC stack thì thằng Simple nó sẽ ngồi kê thẳng lên vị trí stack và ngó đầu lên là nó bắn chết Alu ngay. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem một tình huống của Alu phải gọi là đi vào lịch sử. Một flash ra để đồng đội để shot. Một flash chiếm shot nhưng vừa rồi thằng Edward thằng mình sang. Edward có dao vào rồi không quay mặt. Vãi lồn, những suy nghĩ đúng là chỉ có ở pro player. Navi còn này bắn solo A. 4 bom xoay B luôn. Cái góc kê này của Sipo khá là đẹp. Một cái góc mà Sipo kiểu gì được bắn trước. Rất ít thằng đặt tâm vào góc đấy, kể cả AK hay là M4. Nhưng mà shot thì phải giữ được thì phải đứng được góc đấy. Bây giờ nó bắt tôi A. Đây, kê qua cái khe chỗ sinh. Giờ thì Sipo sẽ vãi lồn đi con mẹ mày. Một tí thì thôi mà bắn trúng à. Smoke thêm cho Electronic. Đấy các bạn thấy không, NC ném quả smoke che tầm nhìn của Sipo. Sipo ném lại một quả smoke cho Electronic. Để vị trí của Electronic vẫn đẹp. Nên thằng Electronic giữ được vị trí đấy thì rất đẹp. Nhưng mà X7 bắn chết con mẹ với hai ông tướng ở bom CB rồi. Bọn này vẫn không back về. Vẫn cương luôn. Xem 14-7. Electronic đẩy qua bắn chết hai thằng. Vãi lột bom rơi rồi, 22 giây. Đây rồi, Simple vẻ như nghe thấy Alu rồi. Vãi lột Alu bắn chết 1. Còn này Simple sẽ lợi hơn. Chuyển một viên. Vãi lột láo lồn này. Nhưng mà ở trên bom xe A lại còn thằng rớt. Rớt đứng rất là đẹp. Đây rồi, rớt còn lại flash, đúng rồi. Đấy ngay, đã đem thằng rớt. Còn này nó rất là khôn, nó biết là có một thằng ở B đang bò lên. Nên nó sẽ giết thằng B trước. Nó giết thằng B và nó quay ra bắn thằng Alu. Mà nó bắn trước thằng Alu bởi vì nó nghe tiếng thằng Alu chạy vào. Quay lỗi Simple. Simple đấy. Đấy là con dao hai mặt. Còn vừa rồi Simple bắn có thể nói là tự tin quá. Nó toàn đứng ở những vị trí. Các bạn thấy không, Simple nó toàn đứng những vị trí không giống ai cả. Nó toàn đứng vị trí giữa đường nó bắn off. Nên chúng ta đừng học Simple. Tôi thề các bạn, cái khẩu học đây là 4.750 đô. Chứ không phải là khẩu học rẻ. Các bạn đứng những góc đấy, các bạn bắn trượt viên, các bạn chết luôn. Thì các bạn bắn làm gì? Map Opat này các bạn nên học là Divide. Nên học là Divide. Đó là lý do tại sao mà mình rất ít khi phân tích để mua Simple. Thế phân tích xong mà địt mẹ cha đề làm gì cả. Phân tích xong chỉ xem rồi thấy phát hiện ra là nó bắn kinh vãi lồn. Và anh em đừng làm như nó. Thế thôi. Và anh em mà học theo nó thì địt mẹ chỉ có đi ỉa, đi viện hết. Chỉ có chết thôi. Anh em làm như nó thì lại thành một thằng ngu. Còn nó thì được phép làm như vậy. Vì nó bắn kinh vãi lồn. Đại loại là như thế. Các bạn nên học Divide nhiều hơn, học Divide bắn an toàn, hợp lý. Support đồng đội cũng tốt. Đấy, lại kê stack. Các bạn thấy không? Thằng lồn Zippo nó toàn kê mấy góc stack thôi. Nghĩa là địt mẹ mày đội bạn mà stack cái là nó bắn chết ngay. Suy nghĩ của nó khác. Nó không sợ những thằng ra trước mặt. Tại vì nó có đồng đội rồi. Nhưng mà mấy thằng stack thì nó rất là sợ. Bãi lục vào nét lồn gì đây? Lần này Zippo sẽ bắn B. Hai flat đi long cho Flamey đẩy ra. Flamey đẩy ra bắn chết được một thằng. Chết. Đây là quả này Simple sẽ là key player.
bắn chết tại Alu. Đây là một tình huống này, đây. Ui trời, nó bắn hai quả này rất là kinh. Nhưng tình huống thứ ba là lỗi Sipo vãi lồn. Tình huống thứ ba là lỗi Sipo vãi lồn luôn. Nó bắn hai quả rất là kinh. Nhưng tình huống ba nó đéo cần ra, nhưng nó đang tự tin quá nên nó mới đẩy ra. Đấy cũng là lý do tại sao Sipo có nhiều highlight. Nhưng cái tình huống vừa rồi thằng Sipo chết thì lại làm thằng Electronic rất khó. Các bạn thấy không, thằng Electronic đang back về, nó lại bị che Smoke Tower. Vị trí của nó rất là xấu. Người có lợi hơn bây giờ lại chính là thằng Sergey. Thằng Sergey sẽ có lợi hơn một chút. Chứ vừa rồi Sipo mà sống ra này thắng chắc rồi. Nhưng quả này Electronic thua này. Đấy các bạn thấy không, thằng Sipo vừa rồi nó không cần phải bắn thằng thứ ba, nó cứ chờ đi cho thằng Electronic đi qua quả Smoke ở cái khu vực Tower đã, rồi thằng Sipo bắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng thằng Sipo nó không thích thế. Bố mẹ thích highlight cơ, nên bố mẹ đẩy ra luôn. Vì sao Sipo có nhiều highlight? Rồi nếu mà bắn chết ba là highlight đấy, cũng highlight đẹp. Cả mob một mình quẩy bom CB giết ba. Nhưng tình huống cuối cùng là một tình huống không cần thiết một tí nào cả. Nó là một tình huống mà hơi thiên hướng cá nhân nhiều hơn. Sipo vừa rồi mà nó đứng ở cái cột, mình nói thật các bạn, cho vàng vào Sergey đéo dám chạy bảo bắn. Sergey cũng đang sợ đái quần ấy kìa. Nên thằng Electronic sẽ có rất nhiều thời gian back xuống hỗ trợ cho Sipo. Hai đoán một mà khi mà còn Elix Sipo bom thì rơi ở Belong thắng chắc, đéo là thua. Xem tình huống này nhá, Sipo solo A. Nó kiểu rất tự tin. Wow, địt con mẹ các bạn thấy không? Solo A đứng thẳng lên nóc thùng vàng để Solo A. nó check một phần Elon không có gì, nó check một phần nhà vệ sinh gì lên nóc thùng vàng đứng luôn. Nó rất tự tin và nó nghĩ luôn là tham binh này không có người. Phong cách rất simple. Rất giống kiểu Guardian đấy, toàn kiểu ngồi giữa đường chơi luôn. Đây là một smoke rất là đẹp. Smoke cằn rất là kín kẽ. Cái chỗ này ném smoke nhìn thế thôi nhưng ném rất là khó. Bắn dọa một tiếng về B luôn. Bắt bài thì cũng này là vì bắt bài rất chính xác. Sipo nó nổ một tiếng off để nó báo hiệu là địt mẹ mày trong bom xe có off nhá, chúng mày cẩn thận đấy. Mà bọn NC thì bây giờ địt mẹ nghe tiếng bom xe có off thì thôi bố mày về đánh B cho lành. Lại thằng lồn Sipo A thì đừng vào A, vào A chết đấy. Đây này, đây là một tiếng nó nghe đấy rồi. Bọn kia đánh B vào xem nào, chống như nào. Sipo vị trí này không bị bù, nó tăng từ B long lên cơ. Thế nó cứ rách việc. Edward chết đầu. Nó vẫn kê được cho mình một đường khá đẹp. Play mi đổi một. Ui vãi lồn đúng không? Sipo bắt đồng đội ạ. Ui rồi vẫn bắn chết được Alu ạ. Sipo vừa rồi nó bị giật mình vì bớn giản. Tự nhiên thằng Play mi chui từ quả smoke ra. Thằng Play mi quả đấy. Mình nhớ rồi, thằng Play mi quả đấy là chạy vào trong bom cầm CZ bắn chết một thằng, nhặt được khẩu AK ở giữa quả bom, chạy ra quả smoke. Thế là thằng Sipo nó giật mình, nó vẩy luôn vào. Rao này là Vico rồi. Mua 4 nét. Số tiền này thường nó sẽ eco 2 round. Eco 1 round vẫn đéo đủ tiền. Rồi round eco này back ra rồi. Đây là một tình huống stack net của Navi. Nhưng bọn NC thì nó không vào. Nói chung tình huống này thì mình nghĩ là next. Còn này no hope 15-10. Đây là một round hard buy của Navi. Toàn lục với Nova. Đấy. Sờ mốc cống cho đồng đội. Không biết quả số 1 này có chuẩn hay không. Đây là một tiếng Navi sẽ đẩy 3 bắn hai con Hector. Đấy, đi qua smoke luôn chăng? Không, lần này không đi qua smoke. An toàn hơn. Không, cái round bắn off vừa rồi của thằng Sipo thì nó không lỗi. Round bắn off đấy không lỗi tí nào cả. Còn đấy là đồng đội không đổi được mạng thì thằng Sipo nó khó thôi. Đây rồi, rất tự tin. Địt mẹ góc này nó mà bắn hai mồm thì tờ vãi lộn. Góc này là góc không đường lui đấy các bạn. Sipo rất thích bắn mấy góc không đường lui. Buồn, địch phải bắn lỗi skill. Còn này bắn tốt hơn là bắn chết thằng Sergey từ lâu rồi. Bắn hai viên trúng người mà không chết. Đây rồi, full buy. Off. Chúng ta hãy xem Sipo bắn off như nào. À, bắn off cũng mít tự tin. Vãi lồn. Địch con mẹ Alu chạy ngang qua Sipo. Cái khe vừa rồi, tình huống vừa rồi nó hội đủ hai yếu tố. Vì sao Sipo, mình nói lại vì sao Sipo nó dám làm như vậy. Yếu tố thứ nhất, một là spawn của nó rất đẹp. Chúng ta sẽ tua lại một chút để xem spawn của nó nó nào này. Một là spawn của Sipo là đẹp nhất để lên foot pick mid. Trường hợp thứ hai, đó chính là từ đầu trận giờ thì Sipo chưa bao giờ cầm off lên foot pick mid. Các bạn thấy
bao nhiêu round City trôi qua, 11 round bên phía City trôi qua, thì cứ gọi là bỏ ra Piston round thứ hai đi, nghĩa là bỏ hai round đầu đi, thì còn khoảng 9 round thì thằng Sibo chưa bao giờ nó cầm cỏ lên, nó first pick ở vùng mid. Còn cái góc vừa rồi thằng Sibo ấy nó bắn được, đây này các bạn nhìn thấy spawn là Sibo này, spawn đầu tiên này, đấy spawn rất là đẹp. Thực ra đây chưa phải là spawn đẹp nhất, có một spawn ở trên này nữa, nhưng tính bất ngờ của nó cao. Tại vì đơn giản là thằng Sipo đây cũng là một spawn đẹp, tính bất ngờ cao bởi vì thằng Sipo nó chưa bao giờ nó chạy lên vớt pick như thế này. Đây, đây là nó đường cây đường chạy ngang ngay long này. Phản xạ của Sipo thì với một tình huống như này là đủ để nó bắn rất đơn giản. Và các bạn để thấy cái góc kê ọc của Sipo nó không kê sang bên trái mà kê sang bên phải, nghĩa là nó sẽ đủ thời gian để nhìn thấy địch và địch sẽ chạy vào tâm của nó thì nó sẽ bóc cỏ. Quả vừa rồi nhìn thế thôi, nhìn ở ngoài đời nhìn rất là khó, tại vì chúng ta có X-ray, không có X-ray quả vừa rồi nhìn rất là khó, và thằng Alu nó chỉ hở khoảng từ đây này, từ khoảng ngực đổ lên thôi, chứ nó không phải là hở cả người đâu, bắn không dễ đâu. Đấy, bắn chết một người first pick mid phát về A-long luôn. Đơn giản là khi mà bạn giết một thằng ở mid thì kiểu gì đối phương nghĩ là bạn vẫn đang ở mid, nên đội bạn sẽ cố gắng di chuyển ra A-long nhiều hơn, nó sẽ quăng tránh mid hoặc nó sẽ dồn bom vào mid. Flavie chết, Edward ở một, thằng Sipo sẽ làm gì? À, như vậy là Electronic back về, Sipo sẽ solo A, Sipo quyết định solo A, nó sẽ giữ A-lo, tại vì nó biết rằng là bọn NC sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể clear khu nhà vệ sinh này, nó cứ giữ A-lo thôi. Bọn NC biết rằng là Sipo mid nên bọn NC sẽ rất sợ Sipo, đấy là tâm lý chung, nên nó sẽ phải bắn rất kỹ càng ở mid. Đặc biệt là nếu mà nó đi mid ấy, tôi thề với các bạn luôn, tâm lý của đội nào cũng thế thôi, nếu mà biết được Sipo là ở mid thì phải book flat ra check thằng Sipo các kiểu, chứ không bao giờ dám có kiểu là địt mẹ phải bò cầm súng bò chay vào bò, không bao giờ dám làm điều đấy, vì đơn giản là rất là sợ được Sipo. Bò chay thằng Sipo nó bắn thì chỉ có chết được, đéo nó lại đấm mồm đéo triệt viên nào, thế nên chắc chắn là bọn nó sẽ phải book bom. Thằng Sipo nó sẽ nghe được là nếu mà đội bạn đi nhà vệ sinh, tiếng flash nổ hoặc tiếng sâm ông nổ thì nó sẽ biết là đội bạn sẽ vào nhà vệ sinh, nên đó là lý do tại sao nó cứ giữ A-long rồi. Nhưng bọn kia đánh B và hình như là bom sẽ B report rồi, bom sẽ B report 2B hay sao, hay 1B. Sipo back về luôn, đây làm round đầu nó không phải làm gì được, vãi luôn. Cái khe rất là đẹp, nhảy lên chỗ này kéo cái khe kê cột rất là đẹp. Cái khe đấy nhá, mình nói thật các bạn, bọn City nhìn khó cực kỳ luôn, mà bọn City thì nhìn rất là dễ. Đấy, cái video vừa rồi cho thấy một điều là chính bọn NC nó đã thua ở một phần là nó rất là sợ Sipo. Tất cả những cái tình huống NC lúc nào đánh vào cái bom xe B mà rất lười, rất sợ hãi khi mà quét vào vị trí của Sipo. Mặc dù rất nhiều round đấu Sipo bắn nó cũng không phải gọi là kinh đâu, cứ quét vào bom xe B thôi.